Rồi xin chào mọi người nha. Nay em quay mấy cây bào. Mấy cây bào này nó là 13-6 hết nha. Nó bị cắt hết dây rồi này. Cái này thì em chưa dọn, nhưng mà ai có nhu cầu luôn thì ai có nhu cầu luôn thì là em bán luôn. Đó. Này số 9 này. Đây, em đã đánh số từ 1 đến 9 rồi nha. Ai mua cây nào thì đánh dấu vào cho em nhé. Con dựng nghiêng kia là 9 này. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6 7 này. Cây này cây 8 này. Ai mua cây nào chụp hình, chụp ảnh màn hình đánh dấu cho em nhá, hay là đọc số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhá. Cây này là em bán 550 ngàn một cây nhá. Chưa dọn nhá. Em chỉ bao đủ lưỡi, đủ đồ các thứ thôi, bao sống. Đó. Bao sống bình thường, chổi than không đánh lửa, rô đẹp. Đấy. Mọi người về dọn thì là em bán 550 ngàn nhá. Mọi người những cây này về cọc tiền hết cho em nhá. Cọc 200 hay là 200 hay chuyển khoản hết thì nó nhẹ tiền luôn tiền ấy, nó có 550 thôi, nhưng mà nếu mà em mà gửi đi mà quay đầu về phát là em nổ luôn. Đấy, nó chả đáng bao nhiêu tiền nhưng mà nó thiệt hại cho bên em. Hàng này em không ship code được. Nó nặng đấy, nó nặng tầm 8 kg nhá, tầm 7 đến 8 kg nhá. Nó không có dây đâu nhá, em chỉ bao sống. Đấy. Em chắp dây vào, em lối sống cho các anh luôn. Không đánh lửa chổi than. Đấy là cái mà em bao, nếu con nào mà đánh lửa chổi than thì em sẽ không lấy tiền luôn. Đấy. Em sẽ bỏ dây ra em thử, con nào không đánh lửa chổi than thì em mới gửi nha. Đồng giá hết là 550 ngàn, với điều kiện là phải là cọc tiền hoặc là chuyển khoản hết thì nó nhẹ tiền ship nha. Đấy, giá thì nó rẻ nhưng mà mọi người phải cọc tiền, và có thể là chuyển tiền hết thì nó rẻ, rẻ đi cái tiền ship. Đấy, 136 thân nhôm hết nha. Thân nhôm này thì chạy nó êm. Nếu mà em dọn lên thì cộng thêm cho em vào 200 nữa. Đó, dọn lên về chỉ việc quay là đấy thôi, về chỉ việc cắm ghim điện vào là chạy thôi. Lưỡi bao đủ, không bị dơ lắc. Đó. Chạy êm ngon, không đánh lửa chổi than.